công khai chưa lâu, Triệu Lệ Dĩnh được chồng mới khen hết lời, đối với tôi cô ấy là thử thách lớn. Trong vài năm trở lại đây, Triệu Lệ Dĩnh đang bước trên con đường chuyển hình, sau thành công của Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ, nàng Tiểu Hoa bắt đầu trở lại đóng phim điện ảnh, từ vai phụ ở Hổ Lang Chi Lộ đến vai chính trong Tâm Sự của Kiều Nghiên đều cho thấy quyết tâm đổi mới bản thân của nàng Tiểu Hoa. Mới đây, thông tin Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai phụ Hách Tú Bình ở dự án điện ảnh Điều Thứ 20 đã khiến dân tình bất ngờ. Vào vai một người mẹ khiếm thính không có lời thoại, nàng Tiểu Hoa vẫn đủ sức chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả. Nam diễn viên Phan Bân Long, vai chồng của Hách Tú Bình cũng đã hết lời khen ngợi Triệu Lệ Dĩnh. Phan Bân Long cho biết, Triệu Lệ Dĩnh diễn rất tuyệt vời, chỉ cần xem là khiến trái tim tan nát. Thậm chí, nam diễn viên còn sinh ra tự ti rằng, liệu khả năng diễn xuất của mình có xứng với bà xã trên màn ảnh hay không? Thật sự rất khó, vai của cô ấy là một phụ nữ khiếm thính, không thể dùng lời thoại diễn đạt tâm tình của mình, cho nên độ khó tăng gấp mấy lần, đối với cô ấy là một thử thách rất lớn, nam diễn viên chia sẻ. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh không thủ vai chính, tuy nhiên, khán giả quan tâm tới Điều Thứ 20 cũng là nhờ tên tuổi của mỹ nhân họ Triệu. Lý do đầu tiên là sau thời gian dài vắng bóng, cô mới trở lại với một dự án được đầu tư lớn, lại còn phim chiếu rạp. Chính vì thế, khán giả nóng lòng xem màn thể hiện của Triệu Lệ Dĩnh thế nào. Hơn nữa, Triệu Lệ Dĩnh là một trong những ngôi sao hàng đầu của phim ảnh Trung Quốc, vì thế lượng người hâm mộ của cô đông đảo, chắc chắn sẽ mua vé ủng hộ thần tượng của mình. Ngoài ra, dựa vào tạo hình nhân vật và cốt truyện, Triệu Lệ Dĩnh không ngại hóa thân thành người phụ nữ câm điếc, ăn mặc quê mùa. Đây được cho là nỗ lực chuyển hình không ngừng nghỉ của nữ Tiểu Hoa 85. Nhiều ý kiến cho rằng, Điều Thứ 20 sẽ là dự án điện ảnh bùng nổ đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh khi quay lại màn ảnh rộng. Bên cạnh đó, cô nàng còn có dự án cổ trang Giữ Phượng Hành tái hợp cùng Lâm Canh Tân sau Sở Kiều Truyện. Hiện tại dân tình đang vô cùng mong đợi bộ phim điện ảnh Điều Thứ 20 sớm ngày được ra mắt. Em trai Phạm Băng Băng mong đổi vận khi đóng cặp với Dương Tử. Phạm Thừa Thừa đang góp mặt trong phim mới đề tài thanh xuân mang tên Muốn Mãi Mãi Yêu, có tên cũ là Tình Yêu 199, với Dương Tử. Bộ phim phát sóng trên đài truyền hình Giang Tô, Trung Quốc, từ ngày 20 tháng 1 năm 2024, và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Ở những tập đầu, phim đạt tỷ suất người xem 1,697%. Cùng buổi tối hôm đó, chương trình Tạp Kỹ Xin Chào Thứ Bảy của đài truyền hình Hồ Nam có dàn diễn viên làm khách mời đã đạt rating khá cao, là 0,8%. Đây là tín hiệu tốt cho Phạm Thừa Thừa ở lĩnh vực diễn xuất đang mờ nhạt. Muốn Mãi Mãi Yêu là câu chuyện của 6 người bạn học cùng lớp phổ thông trung học. Phim chia thành 2 giai đoạn niên thiếu và trưởng thành. Xuyên suốt truyện phim là những hình ảnh đan xen của năm 18 tuổi và năm 30 tuổi. Các nhân vật phải đối diện với thực tế cuộc sống, khiến mỗi người phát triển theo một hướng riêng. Tưởng Dực và Hoàng Doanh Tử có những phân cảnh nhiều cảm xúc khi phát triển từ tình bạn đến tình yêu. Tuy nhiên lần hợp tác này cũng nảy sinh không ít tranh cãi từ khán giả hâm mộ của Dương Tử. Họ lo rằng, diễn xuất kém cỏi của lính mới Phạm Thừa Thừa sẽ làm ảnh hưởng tên tuổi nữ diễn viên. Dương Tử thường mang lại thành công cho những đồng nghiệp nam sau khi hợp tác như Lý Hiện trong phim Cá Mực Hầm Mật, Đặng Vi, Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ trong phim Trường Tương Tư, nên việc Phạm Thừa Thừa tìm tới cô cũng là điều dễ hiểu. Phạm Thừa Thừa sinh năm 2000, là em trai của Phạm Băng Băng, anh bước chân vào con đường nghệ thuật năm 18 tuổi, khi chị gái đang là nghệ sĩ hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ, nên tương lai rộng mở. Sự cố trốn thuế của Phạm Băng Băng sau đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến giai đoạn khởi nghiệp của Phạm Thừa Thừa. Từ đó đến nay nghệ sĩ trẻ này hiếm khi nhắc đến chị gái trên truyền thông. Phạm Thừa Thừa từng dự thi chương trình Idol Producer, gia nhập nhóm nhạc 9%, hoạt động trong khoảng năm 2018 đến 2019. Khi nhóm tan rã, anh chủ yếu tham gia các chương trình truyền hình, đóng một số vai phụ trong các phim điện ảnh và truyền hình. Gần đây Phạm Thừa Thừa được chú ý khi là thành viên cố định của chương trình Răng Ninh mang phiên bản Trung Quốc, tinh thần lăn xả hết mình cho các trò chơi và tính cách hài hước, khiến anh có được một lượng khán giả hâm mộ đông đảo. Từ năm 2023, Phạm Thừa Thừa từ vai trò ca sĩ, nghệ sĩ chương trình truyền hình thực tế, đã chuyển hướng sang lĩnh vực phim ảnh. Sau lùm xùm Crazy Horse, Angelababy tập trung nuôi con, Trương Gia Nghê bị lộ tái hôn, Lisa sang châu Âu và Mỹ. Cách đây 3 tháng, show diễn thoát y tại Crazy Horse đã gây chấn động làng giải trí, không chỉ khiến dư luận chú ý, mà đời tư của những người nổi tiếng cũng bị ảnh hưởng. Trong cơn hỗn loạn này, số phận của 3 ngôi sao gồm Lisa, Angelababy và Trương Gia Nghê đã có một bước ngoặt lớn. Lisa, Angelababy và Trương Gia Nghê là 3 ngôi sao lớn, với những nỗ lực không ngừng,
cùng tài năng, nhan sắc vượt trội, họ dần chiếm cảm tình của khán giả và nhanh chóng thu hút lượng lớn người hâm mộ. Tuy nhiên, sau sự cố Crazy Horse, mà giờ đây, Lisa, Angelababy và Trương Gia Nghê đều có một bước ngoặt lớn. Lisa đã lấy lại chỗ đứng và trở thành ngôi sao nổi tiếng nhờ thực lực và sự nổi tiếng trên trường quốc tế. Mỗi cập nhật của cô đều có thể khơi dậy sự bàn luận và chú ý sôi nổi từ người hâm mộ. Đồng thời, tên của nữ idol thường xuyên xuất hiện trong danh sách tìm kiếm nóng trên các mạng xã hội lớn. Và câu chuyện thành công của Lisa cũng truyền cảm hứng cho nhiều người theo đuổi ước mơ, không ngại khó và dũng cảm tiến về phía trước. Thậm chí, tài khoản Instagram của cô đã cán mốc 100 triệu người theo dõi và trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên và nghệ sĩ quốc tịch Thái Lan đầu tiên đạt được con số này. Tuy nhiên, hai nữ diễn viên từng rất nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ là Angelababy và Trương Gia Nghê lại không may mắn như vậy. Cả hai rơi vào tình trạng trì trệ sự nghiệp vì sự cố Crazy Horse. Thậm chí, tên tuổi của họ biến mất khỏi mắt công chúng một thời gian và sự nghiệp dần tụt dốc. Điều này khiến họ, những người vốn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, rơi vào im lặng. Mặc dù vậy, họ vẫn không bỏ cuộc mà âm thầm chịu đựng áp lực, chờ đợi cơ hội tiếp theo để chuyển mình. Trước hoàn cảnh như vậy, nhiều fan Lisa bày tỏ tiếc nuối cho sự kém may mắn của Angelababy và Trương Gia Nghê. Dù gần đây cả hai không xuất hiện trước công chúng, nhưng vẫn có tin họ đang làm việc rất chăm chỉ và sống rất tốt. Hiện tại, việc thâm nhập thị trường châu Âu và Mỹ đối với Lisa là một thách thức và cơ hội mới. Nữ ca sĩ cần phải đối mặt với những nền văn hóa khác nhau, những khán giả và thị trường khác nhau. Với sự nổi tiếng và tài năng của mình, Lisa chắc chắn sẽ tỏa sáng trên sân khấu mới này và thể hiện nhiều sức hút, tài năng hơn để trở thành siêu sao quốc tế. Đối với Angelababy và Trương Gia Nghê, mặc dù sự nghiệp của họ gần đây gặp khó khăn, nhưng mọi người tin rằng đây chỉ là tạm thời. Tài năng và sự quyến rũ của họ không hề biến mất mà chỉ cần một khoảng thời gian để tích lũy. Nhiều người hy vọng sẽ được thấy họ trở lại làng giải trí để thể hiện phong cách và sức mạnh của mình một lần nữa trong tương lai. Thư Kỳ, Quách Phú Thành, Liễu Nham và nhiều nghệ sĩ showbiz bị nghi ngờ có liên quan đến đường dây lừa đảo. Truyền thông Hoa ngữ mới đây đưa tin, Viện Kiểm soát thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc thông báo đã triệt phá một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn trong ngành phim ảnh. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu showbiz bị nghi có liên quan. Trong thông báo cho biết, vụ việc này có liên quan đến 4 công ty điện ảnh và 12 bộ phim. Đặc biệt hơn, Thư Kỳ, Quách Phú Thành, Dương Thiên Hoa, Liễu Nham, Lăng Tiêu Túc, Đinh Hải Phong đều là những cái tên có mặt trong các dự án phim kể trên. Cụ thể, bộ phim The Man do Quách Phú Thành và Dương Thiên Hoa đóng chính. Bộ phim Người Tình Lưu Manh có sự tham gia của Thư Kỳ. Theo điều tra của cơ quan chức năng, một băng nhóm lừa đảo, cầm đầu là người đàn ông họ Lý đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội để thu hút nhà đầu tư mua cổ phần của hàng loạt dự án phim. Thủ đoạn của người này là phóng đại chi phí sản xuất và doanh thu phòng vé dự kiến để nhà đầu tư tưởng đây là thương vụ giá hời, sẵn sàng bỏ hàng trăm nghìn nhân dân tệ để mua cổ phần lợi nhuận của các bộ phim. Viện Kiểm soát thành phố Lan Châu, Cam Túc, Trung Quốc cho biết, một phần số tiền lừa đảo sẽ được trả cho nhà sản xuất phim, số tiền còn lại được tội phạm sử dụng cho mục đích cá nhân. Từ số tiền lừa đảo chảy về túi nhà sản xuất, công chúng xứ tỷ dân đặt nghi vấn những diễn viên tham gia trong các dự án phim cũng nằm trong đường dây lừa đảo, họ cùng nhau ăn chia số tiền bất chính. Ngay khi thông tin được lan truyền đã nhận sự chú ý của công chúng, rất nhiều bình luận sôi nổi đang đặt ra những nghi vấn về loạt nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ sẽ liên đới, Thư Kỳ, Quách Phú Thành, Dương Thiên Hoa, Liễu Nham liên tục được nhắc tên vì bị nghi ngờ họ dính líu đến án lừa đảo này. Tuy nhiên đến nay, vẫn chưa có bất kỳ ngôi sao nào trong diện nghi vấn lên tiếng. Bên cạnh sự tranh cãi của cư dân mạng, các luật sư cũng đưa ra phân tích vụ việc này. Liệu những người nổi tiếng, với tư cách là người tham gia bộ phim, có phải chịu trách nhiệm chung và một số trách nhiệm về cáo buộc bộ phim lừa gạt nhà đầu tư hay không là một vấn đề phức tạp cần xem xét từ nhiều yếu tố. Theo một số chuyên gia luật, trước hết cần phải làm rõ vai trò của các ngôi sao trong ekip sản xuất phim, thường là của các diễn viên, công việc của họ là diễn, chứ không phải chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh, tài chính của phim. Tuy nhiên, nếu một ngôi sao không chỉ là diễn viên, mà còn tham gia sản xuất, quảng bá, hoặc ra quyết định về một bộ phim, và cố ý hoặc sơ suất tham gia gian lận trong quá trình này, thì người đó phải chịu trách nhiệm tương ứng. Thứ hai, cần xem xét liệu ngôi sao có biết trước phim bị nghi lừa đảo từ nhà đầu tư hay không. Nếu một người nổi tiếng biết được tình hình nhưng không thực hiện bất kỳ hành động nào hoặc báo cáo cho các cơ quan liên quan, họ có thể phải chịu trách nhiệm chung và riêng. Nếu các ngôi sao không biết gì về tình huống này, hoặc đã thực hiện các bước hợp lý để hiểu tình hình và xác nhận tính hợp pháp của bộ phim,
thì họ có thể không phải chịu trách nhiệm chung và riêng. Tóm lại, luật sư cho rằng, việc liệu ngôi sao này có phải chịu trách nhiệm liên đới về cáo buộc lừa đảo nhà đầu tư của bộ phim hay không, cần phải được phán xét dựa trên các tình tiết cụ thể. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.